Và có một điều mình thấy rất là lạ về cái con búp bê này các bạn ơi, nó kiểu như mình cảm giác như là mấy ngày hôm nay nó có linh hồn nhập vô các bạn. Ở linh hồn nó vô nó cũng khó ra, và khi nó khó ra là cái con búp bê này nó toàn là xảy ra hiện tượng, rất là nhiều hiện tượng luôn. Và nhang thường sẽ rất là dễ dụ quỷ nha, cho nên là những sinh vật nào mà các bạn muốn cho nó sống dậy á, là các bạn nên sử dụng một là máu, hai đó chính là nhang. Đừng có cho nó rớt là được rồi, em để cắm thẳng vô như chúng ta có thể đưa cái con búp bê này đi đến nhà vệ sinh cho mình. Chào mừng các bạn đã đến với chiến lược bảo ren đẹp trai thanh lịch vô địch cấp vũ trụ. Các bạn đã xem cái video á, là các bạn biết đó chính là cái con búp bê này nó đã bị ám, và mình mới phát hiện luôn đó chính là khi mà cái con búp bê này bị ám là nó không đây các bạn. Các bạn thấy cái tấm hình này, các bạn có nhớ đến cái nghi thức nào? Đây, bây giờ mình sẽ cho các bạn đoán thử là tấm hình của con búp bê này và cái máu này, thì các bạn có nhận ra đó chính là nghi thức gì không? Mình nghĩ là rất nhiều bạn đã đoán đúng rồi đó. Đó chính là nghi thức chụp hình 3 giờ sáng. Thì các bạn có nhớ nghi thức của chụp hình 3 giờ sáng không? Tức có nghĩa là các bạn phải chơi cái nghi thức đó để cho cái sinh vật đó nó đang mang một cái âm khí cao, và sau đó các bạn hãy lấy một tấm hình của nó, sau đó đốt và rắc lên hình khi mà các bạn chụp, và để cho cái trò và cái máu nó sẽ hòa quyện vào cái bức hình của bạn và bức hình của con búp bê này. Và có một điều mình thấy rất là lạ về cái con búp bê này các bạn ơi, đó chính là cái con búp bê này á, nó kiểu như mình cảm giác như là mấy ngày hôm nay nó có linh hồn nhập vô các bạn, và nó di chuyển được. Thì mình đang tính làm một cái bài test, đó chính là thử đặt nó ở ngay cái góc nhà vệ sinh xem. Tại vì ở cái ngày hôm qua là mình thấy có một cái luồng khí nó nằm ở ngay cái nhà vệ sinh, cho nên là ở chút nữa anh em của tụi mình sẽ để cái con búp bê này ở nhà vệ sinh trước. Anh nghĩ nó chưa hết âm khí đâu anh. Và để cho cái con búp bê này á, là nó kiểu như là nó di chuyển được đây. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây, đó chính là ba cây nến và ba cây nhang. Đây nha,
và các bạn phải làm như vậy nha các bạn ơi. Đây đó, cái con búp bê này là đợt mà anh em của tụi mình chơi lần một á, khi mà anh em của tụi mình yểm bùa nó lên trên đây nè các bạn. Các bạn thấy không đó, thì hở mình nghĩ á, cái này chính là cái mà khiến cho nó giống kiểu là cái linh hồn nó không đi ra được. Các bạn nên nhớ một điều, đó chính là nến nó cũng là một cái vật thể để mà hở đuổi tà nha các bạn ơi. Ví dụ như là các bạn khắc nến lên trên người con này nè đó, thì hở linh hồn nó vô nó cũng khó ra, và khi nó khó ra là cái con búp bê này nó toàn là xảy ra hiện tượng, rất là nhiều hiện tượng luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái nghi thức. Đây, bây giờ chung bật lửa lên đi, chung bật lửa lên đi. Rồi, chung bật lửa lên đi. Và khi mà chung bật lửa lên là bắt đầu chúng ta sẽ đi tắt đèn luôn nha. Rồi, chung sẽ phụ anh tắt đèn luôn. Đây, phụ anh tắt đèn. Thì mình sẽ làm một cái bài test với con búp bê này trước khi mà mình sẽ chụp hình nha các bạn ơi. Bởi vì cái nghi thức chụp hình thì các bạn cũng có thể biết rồi. Nhưng mà mình nhân cái cơ hội này á, là mình sẽ lấy cái tấm hình này nè, đó, để mà mình mang cái âm khí lên luôn nha các bạn. Rồi, đây đó. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu để khiến cho cái con búp bê này nó hở xảy ra hiện tượng. Bây giờ chung nhỏ nè, bây giờ chung nhỏ đốt cái đầu nhang lên đi. Mình nói với các bạn nha, là nhang thường sẽ rất là dễ dụ quỷ nha, cho nên là những sinh vật nào mà các bạn muốn cho nó sống dậy á, là các bạn nên sử dụng, một là máu, hai đó chính là nhang nha. Ok, từ từ chung nhỏ cứ ấy nhang lên cái đã, chung nhỏ cứ ấy nhang lên rồi chung nhỏ, đừng có tắt cái lửa. Bây giờ em khắc lại cái đường lửa đó vào trong đây đi, khắc cái đường lửa đó thành hình dấu cộng. Đừng có để tắt, khắc một lần một thôi, đừng có để tắt. Chạm vô luôn, nhưng mà đừng có để tắt. Rồi, bây giờ em phải cái lửa đi. Rồi, bây giờ nè, bây giờ em hãy làm cho ba cái cây nhang đó nó đừng có bị rớt. Ý là em cắm ở đâu trên chỗ này nè. Bây giờ em cắm luôn qua cái tay này nè. Ừ. Đừng có cho ba cây nhang bị rớt. Các bạn có thể sử dụng các bạn có thể sử dụng bằng gạo được luôn nha các bạn. Và cái nghi thức này á, là nó cũng liên quan đến ma đói, và trước đây anh em của tụi mình cũng đã chơi một lần nữa các bạn ơi. Đó, cái này. Đó. Ừ, em để nói chung là đừng có cho nó rớt là được rồi. Em để cắm thẳng vô vậy cũng được. Rồi, ok các bạn, đây. Và cố gắng là đừng có để cho ba cây nhang nó bị rớt nha. Thì cái nghi thức này á là chỉ cần một người thôi. Nếu mà các bạn có chơi một mình á thì các bạn cũng có thể chơi được. Nhưng mình nói với các bạn rất là nhiều ở những cái video lần trước, nếu mà các bạn chơi càng đông người là cái dương khí của các bạn càng cao, và cái tỷ lệ mà các bạn hoàn thành cái trò đó nó cũng dễ nha. Là thứ nhất nè, và thứ hai là các bạn sẽ không có bị nguy hiểm. Đó là lý do tại sao mà các bạn cứ để ý đến những cái màn đến những cái bàn cầu cơ hay là những cái nghi thức khác á, là 4-5 người ta cùng chơi nha các bạn ơi. Ok, và mình sẽ chơi cái này luôn. Đó. Cái nghi thức của nó là chúng ta sẽ đọc tên, và các bạn phải đọc một cái gì đó mà nó liên quan đến cái con mà các bạn đang chơi. Có thể là ví dụ như các bạn không biết tên thì các bạn sẽ nói đến bộ đồ của nó. Ví dụ tại vì hở là sẽ biết là ví dụ như là hở búp bê dài hồng là các bạn ơi, váy hồng là các bạn. Nhưng mà mình có một điều đó chính là rất là kiểu như là rõ ràng với cái con búp bê này luôn, đó chính là cái bài hát các bạn ơi. Mugugwa Kochi Piyoshia Mita nha. Ok. Và không có gì thì chắc anh đốt cái tấm hình này làm sao không, chứ không, cái tấm hình này không đốt nha, tấm hình này không đốt. Và sau, và cái nghi thức này nó chỉ xảy ra hiện tượng khi mà mình đem cái con búp bê này đi đến cái nhà vệ sinh nha. Ok, sợ nó nguy hiểm quá. Rồi, để em không. Mugugwa Kochi Piyoshia Mita. Lead the evil to final destiny. Nha các bạn, vừa rồi là
mình đã đưa cái nghi thức đó cùng với ở cùng với cái cách thức của nó để mà chúng ta có thể đưa cái con búp bê này đi đến nhà vệ sinh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đem cái con búp bê này đến nha. Anh đang nghĩ là nó có một cái âm khí nào đó nó muốn cho cái con búp bê này di chuyển nè. Đây. Ba cái nhang, đây. Cầm ba cái nhang này lên. Chung cầm ba cái nhang này nha. Đừng có cho ba cái nhang này chạm đất. Rồi, nến để im luôn nha, nến để im luôn. Rồi. Các bạn. What the hell? Các bạn nghe tiếng gì không? Ta sẽ để búp bê đây nha các bạn. Rồi chạy đi, chạy ra đó. Ai, đừng cho gì. Cùng búp bê chạy ra đó các bạn. Búp bê chạy ra đó kìa. Ủa, chứ phải là mình đem nó vô đó hả? Tắt nến đi chung. Còn nhang thì sao? Ok, bật đèn lên đi. Mình nói chung là mình đã đề phòng đến cái việc mà nó có thể di chuyển được các bạn, nhưng mà hồi nãy em của tụi mình thấy nó di chuyển, nó nhảy ra ngoài các bạn ơi. Nhưng mà nó yếu lắm, không sao đâu. Tại vì các bạn có những cái vật thể nó rất là yếu nha các bạn ơi, và cái nghi thức này là một cái nghi thức yếu thôi, cho nên là nó sẽ không làm gì tụi mình. Mang nó tới đây chút. Nó hết rồi. Các bạn thấy nãy tự nhiên nó nhảy thấy ghê không các bạn ơi? Nè, người đó mình nhũng luôn hả? Từ từ. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm đến cái nghi thức đó, chính là chụp hình với này nha. Đầu tiên đó chính là anh với em sẽ đi chụp hình đã. Đi. Cái nhang đó mày. Đi. Bây giờ cái nhang bỏ được rồi đó. Tại vì chủ yếu là lý do mình làm cái nghi thức này là để họ có thể đủ cái âm khí để mà mình chụp hình nha. Nhúng vô đó được. Rồi chúng nó đi. Rồi tạm thời đó ơi. Ba cái nến là hết xài đó. Ba cái nến với ba cái nhang hết xài được rồi đó. Ok, bây giờ anh em mình cùng với chúng nhỏ sẽ đi chụp hình luôn nha các bạn, để cho nó nhanh nha. Đây các bạn. Nếu mà các bạn mà xem những cái video cũ của mình thì đây chính là cái chiếc gương mà anh em của tụi mình luôn xài để mà có thể chơi được chụp hình ba cho xem. Và các bạn xem nè, nãy giờ anh em của tụi mình họ là chuẩn bị chơi, nhưng mà anh em của tụi mình bấm máy là từ 15 phút trước. Các bạn xem nè, hiện tại bây giờ là 3:05, các bạn thấy không? 3:05 ngày 17/10 nha. Rồi, ok. Thì bây giờ mình cùng với chung nhỏ là sẽ chụp hình. Đây, mình sẽ mở lên. Và mình nói với các bạn một điều luôn, lý do là tại sao mà lại lấy cái gương này. Và các bạn bắt buộc chụp hình, các bạn phải để cái gương ở sau lưng. Để ở sau lưng nha. Lý do tại sao? Tại vì mình nói thêm một lần nữa, cái gương chính là cái lối đi thứ hai để đến phía bên kia thế giới. Cho nên là mình phải dùng cái gương ở phía sau mới có thể nhìn ra được cái sinh vật đó. Và các bạn biết vừa rồi anh em của tụi mình làm một hành động, đó chính là kêu con búp bê nó đến. Và mình biết chắc chắn với các bạn luôn là nó chuẩn bị bước qua bên thế giới này. Em sợ nó tới nhà mình rồi đấy. Bây giờ mình sẽ bật camera lên, mình sẽ chụp lên này nha các bạn. Đây đó, và camera của anh em của tụi mình đây. Đây, bây giờ mình sẽ chụp hình. Đây các bạn. Đây, một, hai, ba. Đây các bạn. Đây, mình sẽ chụp hình. Một, hai, ba. Các bạn nha, chụp 3 tấm nha các bạn, chụp 3 tấm. Lý do tại sao 3 tấm? Bởi vì nếu mà các bạn chỉ chụp một tấm thôi đó là cái thành công nó rất là ít luôn. Cho nên chụp 3 tấm nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ, bây giờ chung nhỏ sẽ đi scan 3 cái tấm hình đó ra, và sau đó là chúng ta sẽ nhuộm máu. Đi, lạnh. Đi, máu đi, không còn thời gian đâu, máu đi. Đây, ok,
và nó vừa scan đủ ba cái tấm hình đây. Đây chính là cái máy mà hả anh em của tụi mình nói cho các bạn biết. Cái máy này lâu lắm rồi anh em mình không chơi, nhưng mà mới cách đây 3 hôm, cái lúc đó là chung nhỏ đang nằm ngủ các bạn. Chung nhỏ nói là có một cái bóng ở trong, có một cái bóng nha, cái bóng bàn tay ở trong cái máy này nó lộ ra. Mình không biết là chung nhỏ hoa mắt hay là cái gì á, nhưng mà mấy ngày hôm nay em cứ để ý là đêm đêm cứ tầm cỡ 3 giờ rưỡi 4 giờ cái tự nhiên nó cứ kêu cạch 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 cái đúng không? Em nghe cái tiếng in á, em sợ quá em mới đem xuống nhà đi. Ừ. Chứ không em đến phòng em ngủ không được luôn á. Các bạn có nhớ là cái máy này nữa hả, là anh em của mình để trên phòng không? Nhưng mà họ do là tự nhiên á, mình không hiểu nha. Để ở dưới đây thì không sao, nhưng mà để trên cái phòng của chung nhỏ là tự nhiên nó có vấn đề. Ok. Nghe tiếng nó in đêm. Rồi, đi mày tới đây. Ba tấm hình mà anh em mà mình cùng với chung nhỏ vừa rồi chụp các bạn thấy không? Và nếu mà bạn nào mà mình làm rất là nhiều về chụp hình 3 giờ sáng rồi, và lần nào nó cũng cực kỳ kinh khủng luôn. Lần đầu tiên mới nghe nói lại mình đổi trang hàng đó các bạn. Cái lần đầu mà anh em của tụi mình thấy á, trời ơi, kiểu như lúc đó mình muốn thoát tim ra ngoài luôn. Nhưng mà do là anh em của tụi mình làm nhiều đó, cho nên anh em của tụi mình quen rồi các bạn ơi. Sao, tập trung đi. Mình nói với bạn nha, càng tập trung á, thì các bạn càng làm cho nó xong nha. Còn các bạn mà cứ để dưa á, là cái âm khi nó đến là lúc đó là các bạn gỡ không được đâu các bạn. Rồi, bây giờ chung nhỏ nè. Bây giờ chung nhỏ, các bạn có nhớ cái cách thức của trò này không? Đó chính là chung nhỏ sẽ đốt cái tờ này, và sau đó chung nhỏ sẽ bỏ vô trong đây, lấy tro của nó và dùng máu và cái tấm hình của con búp bê này là các bạn xong rồi thấy lên trên đây. Rồi, ok, làm nhanh đi. Đây các bạn ơi, đây các bạn ơi, đó, và chung nhỏ đã đốt rồi. Chung nhỏ đốt cho hết luôn nha, chung ơi, đốt cho nó hết luôn nha, cho thành tro lên. Rồi, và cái hình của cái con búp bê này nó đã thành tro tàn rồi nha các bạn ơi, và các bạn bắt buộc phải để cho nó tro tàn vậy nha. Rồi, bây giờ chung nhỏ sẽ quấy đi. Rồi, thì các bạn nào mà xem mình nhiều về cái nghi thức này thì các bạn cũng có thể là biết từng bước của nó rồi, cho nên là mình cũng không có cần phải chỉ lại. Thì bây giờ các bạn xem thì các bạn sẽ biết nha. Rồi, bây giờ chung nhỏ sẽ tàn lên. Mình nói với các bạn nè, có một số bạn nói với mình rằng á, là cái máu của nó sẽ loang theo một cái cách theo nghi thức, cho nên đôi lúc đó, cái máu này các bạn nó không hoàn toàn in ra được cái máu này, mà nó chỉ là một cái bước tiến để mà cho cái tấm hình này nó hoàn thiện thôi. Mình nói thì có thể là một số bạn không hiểu, nhưng mà hả mình nghĩ là cái con búp bê này nó sẽ không hoàn toàn nó ra cái máu bình thường đâu các bạn. Mình biết chắc chắn như vậy luôn đó, tại vì anh em của tụi mình test một lần rồi, thì test theo cái kiểu bình thường thì nó không có hiện ra bình thường nha. Cho nên là anh em của mình phải dùng đến cái cách thức mà họ dùng đến con búp bê đó. Rồi, máu này là mình phải để cho nó khô nha các bạn ơi. Mình nói với bạn luôn, đây là không phải là máu đặc 100%. Đó là lý do tại sao các bạn thấy cái máu nó như vậy. Cái máu này là anh em của tụi mình đã cho thêm nguyên liệu, và mình sẽ không nói với các bạn biết đó là nguyên liệu gì nha. Đó, cho nên là các bạn đỡ phải thắc mắc là ủa, lý do tại sao cái máu này nó nhạt. Tại vì cái máu này có thêm nguyên liệu nha các bạn. Cái máu này ban đầu là nó chỉ có nửa cái chén này thôi, nhưng mà nguyên liệu nó mới lên được như vậy nha các bạn. Chung nhỏ cho nhiều hơn đi. Nói chung là cho nhiều hơn đi. Rồi, cho nó nhiều một chút nha các bạn ơi, càng nhiều càng tốt nha các bạn. Đó, càng nhiều càng tốt. Nhưng mình cấm kỵ với các bạn một điều, đó chính là đừng có để tờ giấy bị rách nha. Tờ giấy bị rách là phá luật nha các bạn ơi. Và hở, lúc đó là chúng ta sẽ hở gặp rất là nhiều điều xui xẻo. Người chơi luôn. Rồi. Đó. Ok. Được nhiều quá. Rồi, được rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đợi nửa tiếng để cho những tờ giấy này nó khô nha các bạn ơi. Máu nó bắt đầu nó khô hết rồi các bạn ơi. Sao giờ này có chó? Từ từ các bạn nghe. Có phải tiếng chó không? Mà sao nghe cái tiếng của con chó này nó rất là kỳ cục các bạn ơi. Ừ,
nghe giống như kiểu như là con chó. Con chó này nó đang bị cái con sinh vật nào nó cắn nha các bạn. Hay là nó đang thấy con sinh vật nào nó sợ quá, nó kêu. Cái tiếng nó rất kỳ luôn. Ôi, vô đi. Kêu như này, vô đi. Rồi. Bây giờ chúng nhỏ sẽ lấy ba cái này. Rồi. Bây giờ chúng nhỏ sẽ photo ra các bạn ơi. Sẽ quét ra. Mình nói với các bạn nha, là các bạn đừng nên xem liền nha. Ví dụ như quét một tấm đừng nên xem liền nha. Đó. Các bạn lên đừng nên xem liền. Bởi vì xem liền hở là nó sẽ kết quả nó sẽ không ra đâu, cho nên là hở. Đó là lý do mà mình cùng với chúng nhỏ là hay lấy từng tấm ra vậy các bạn ơi. Đây, bây giờ hở nó đã xong 3 tấm rồi, anh em của mình chưa xem nha. Mà tự nhiên mình cảm giác hở thấy nó cứ run tay sao các bạn ơi. Nóng quá. Dạ, đây. Cái mặt của mình bị gì các bạn ơi? Nè. Cái tấm kia mình. Cái tấm kia em thấy có búp bê không vậy? Cái tấm kia thấy búp bê không? Em thấy có cái bóng gì á. Thôi nha. Nhưng mà cái mặt của mình. Ừ. Ê, từ đã. Nè, các bạn nhìn cái mặt của mình nè. Các bạn nhìn cái mặt của mình với chung nè. Ủa? Tự nhiên anh với em thành ủa sao giống cái người mà hồng trong à giống mấy anh lính hồng ở trong ở trong Squid Game các bạn nè, nhìn nè. What the hell? Bây giờ anh mới biết là hở nó có thể liên kết được đến với cái thằng áo hồng ở trong Squid Game anh em ơi. Vậy là mình phải cần tham khảo lại cái này rồi các bạn ơi. Cái này mình nói với các bạn nè, có nhiều bạn nói với mình rằng là lý do tại sao mà kể cả phim hoạt hình hay là kể cả trong phim mà nó có thể tồn tại được ở ngoài đời, thì mình nói luôn, tất cả các sinh vật đó đều đến bởi nỗi sợ hãi các bạn ơi. Và khi mà cái nỗi sợ hãi nó khá là nhiều á, là cái điều đó sẽ trở thành hiện thực. Và mình nói với các bạn rất là nhiều điều về cái điều này rồi, cho nên á, mình nghĩ cái nỗi ám ảnh của cái con búp bê này nó có liên quan đến với cái thằng lính hồng này các bạn ơi. Từ. Hồi nãy mình thấy con mình. Ủa, mình nhưng mà mình là lính hồng thì chắc búp bê nó bên vai mình đúng không? Không. Nó không làm gì mình đúng không? Không dám làm gì mình đâu, dám làm gì mình đâu. Thôi mẹ ơi, đi nè. Ui. Búp bê thiệt kìa. Ui. Con búp bê thiệt các bạn. Nó trên mặt em kìa, nó trên đầu em kìa. Thôi. Nè. Ôi. Nè, các bạn. Nó ở sau tấm gương nè, nhìn nè, nhìn đó. Ở trong gương nè. Nè, nó ở trong tấm gương này các bạn ơi. Các bạn thấy nó ở trong tấm gương không? Từ từ nha, để mình phân tích nha. Các bạn nhìn nè, cái dấu máu của anh em của tụi mình nó hở nó rất là nhỏ luôn, nhưng mà ở vô trong đây cái dấu máu rất là to nè. Vậy là đó, hay không? Mình nói với các bạn á, cái dấu máu mà khi mà anh em mình rắc lên nó chỉ là một cái hình thức thôi, còn khi mà nó đã trở thành cái nghi thức rồi á, là hở nó là một cái vết máu khác các bạn ơi. Bảo sao bữa anh cứ để ý là mấy cái lần trước mà anh em của tụi mình chụp hình 3 giờ sáng là cái máu nó khác đúng không? Rõ ràng mình rắc lên rất nhiều luôn. Từ từ nha, đây nè các bạn. Đây nè. Nè, nhìn cái máu này đi. Cái bàn tay máu các bạn ơi. Nè, nhìn bàn tay máu rất là nhiều luôn nè. Nhìn bàn tay máu trên mặt nghe em anh em của tụi mình luôn nè. Em của tụi mình luôn nè. Này nhiều bàn, nhiều bàn tay quá. Ừ. Holy shit. What the fuck? Ui mẹ, cái đó ghê lắm các bạn. Mẹ cái đó ghê lắm các bạn ơi. Trời ơi, em nổi da gà hết luôn rồi. Mẹ cái đó ghê lắm, phải rồi. Trời ơi, anh em mình luôn kìa. Ui. Không, cái hình của mình bị mất luôn rồi các bạn ơi. Mẹ ghê. Các bạn thấy, các bạn thấy gì không? Ôi giời. Nó xuất hiện luôn các bạn, nó xuất hiện luôn. À,
Đúng rồi, em phải đốt nó. Chứ không, không được chứ, không đốt. Ấy đi, ấy đi. Ấy đi, ấy đi, ấy đi đâu. Chứ là anh em mình không đốt đó. Mình đầu tiên anh em mình chơi không đốt. Ê, đi. Ôi, cái ghê ghê các bạn ơi. Thấy cái trước. Anh em mình chơi không đốt đi luôn. Rút đi, rút đi, rút đi, rút đi, rút đi. Em nghe tiếng cười. Rút đi, rút đi, rút đi, rút đi, rút đi. Mấy ghê vậy nội các bạn. Các bạn thấy thấy cái thời gian đó không nhờ? Thôi mình nói thiệt với các bạn luôn. Mình không dám, mình không dám ấy lại đình hai đâu các bạn. Mình nói thiệt á, mình không dám nhìn lại đình hai luôn. Nó mượn lại nhà mình. Phải cả chướng các bạn ơi, mẹ kinh khủng lắm. Đúng rồi. Nói chung là mấy cái âm khí nó rất là sợ lửa nha mẹ ơi. Nói chung là họ anh em của tụi mình phải đốt đúng. Ok. Nghe. Khi mà đốt á là tự nhiên họ mình khi mỗi lần mà đốt á các bạn là cái âm khí xung quanh đây là sẽ được ấm lên trên hết luôn nha các bạn ơi. Ok, mình đỡ sợ nhiều. Hé kinh khủng chứ. Mình cùng với chung nhỏ là đã làm xong cái nghi thức này rồi và họ cái thấm cuối cùng mình không biết là các bạn nhìn rõ không, nhưng mà biết các bạn nhìn rõ không, nhưng mà ở đó nó kinh khủng quá. Mình chiếm lấy tấm hình luôn rồi. Mình không review cho các bạn xem được. Thường là âm khí mạnh lắm nó mới kiểu chúng nó làm được cái điều đó đi. Rồi ok, cuối cùng thì cái nghi thức này cũng xong rồi các bạn ơi. Và thêm một điều nữa là anh em của tụi mình đang tính giữ lại cái con búp bê này. Thì ở mình đang suy nghĩ xem coi là một á, là bỏ con búp bê này luôn. Nhưng mà các bạn nha, bỏ không phải là bỏ theo kiểu bình thường nha. Nếu mà các bạn bỏ con búp bê này các bạn vứt ra ngoài á, thì nó cũng sẽ tìm đến nhà của các bạn thôi. Các bạn phải bỏ trong cái nghi thức hóa giải lời nguyền nha các bạn ơi. Cho nên là khi mà các bạn làm xong cái hóa giải lời nguyền đó rồi, các bạn phải đưa cái con búp bê này đi bằng một cái cách thức nó bình thường, chứ không phải là theo cái kiểu mà gọi là bỏ rơi á. Cho nên là rất là nguy hiểm nha. Rồi, ok. Nó còn trên cái phòng, có cái tấm gương trên kia sao? Về. Thôi, tạm thời như vậy đi, Chủ yếu là ngày hôm nay mình quay cho bạn nghi thức vậy. Ok, nhớ đừng quên để lại một like và đăng ký cho mình nha các bạn ơi. Bây giờ sao dám lên trên kia đây nè. Okay. Thôi, tạm thời dậy đi. Bây giờ cái con búp bê này nè, em ấy đi, em dùng hồi nãy anh chỉ cho em á. Em lấy cái nghi thức đó xong rồi hả, em tạt qua nó đi. Rồi tạm thời đi, để sáng ngày hôm sau á, anh với em hả, mang nó ra qua bên nhà ông sỏi rồi tính sau. Đi, dậy đi. Tính dậy trước đi các bạn. Ok, chào các bạn nha, nhớ ủng hộ mình cùng với chúng nhỏ nha các bạn ơi.